Xin kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Nghinh Bất Động Sản. Số điện thoại 0916 681 682. Hôm nay tôi sẽ review cho quý vị và các bạn cùng xem một siêu phẩm nhà xưởng được nằm trên trục đường Ngô Quang Thắm, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà xưởng này có diện tích thực tế 14x100, được xây kiên cố tường rào 2,5m. Về tiện ích xung quanh, giáp các khu dân cư Phú Xuân, khu dân cư Long Thới, khu dân cư Nhân Đức, khu dân cư Nguyễn Bình ven sông, khu dân cư Hòa Bình. Giáp với hai cụm công nghiệp, đó là cụm công nghiệp Hiệp Phước và cụm công nghiệp Long Hậu. Hiện tại tôi đang ở trục đường Nguyễn Văn Tạo. Về phía trước mặt đó là Ủy ban Nhân dân xã Long Thới. Từ vị trí này đi về tới nhà xưởng đúng 400m. Về khu vực xung quanh có chợ, trường học, siêu thị, tiện ích đầy đủ. Trục đường Ngô Quang Thắm được kết thông từ Nguyễn Văn Tạo tới trục đường Lê Văn Lương. Về phía Lê Văn Lương sẽ đi về hướng Cần Giuộc Long An và đi về Phước Kiển Nhà Bè. Về hướng Nguyễn Văn Tạo thì sẽ đi về khu Phú Mỹ Hưng, quận 7, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, quận 1, trung tâm. Và phía bên kia sẽ đi về cụm cảng quốc tế Hiệp Phước và khu công nghiệp Long Hậu. Về phía trước mặt chúng ta đó là cổng trường quốc tế Việt Mỹ. Đây là cổng trường phụ, được nằm trên trục đường Ngô Quang Thắm. Trục đường Ngô Quang Thắm đang được nâng cấp mở rộng, có bề rộng cả lòng lề là 40m. Quý khách có nhu cầu đầu tư vui lòng liên hệ với Nghinh Bất Động Sản, số điện thoại 0916 681 682. Về phía trước mặt chúng ta, chỗ ngã ba đó là đường Xương Cá 1, kết thông ra hẻm 274 Nguyễn Văn Tạo, khu dân cư Hòa Bình, khu dân cư 274. Về xung quanh ở đây thì dân chưa có làm gì. Nhà xưởng này thích hợp cho các nhà đầu tư, thích hợp cho các cơ sở sản xuất, tiện làm nhà xưởng. Chúng ta đã chuẩn bị tiếp cận tới siêu phẩm nhà xưởng nằm trên mặt tiền đường Ngô Quang Thắm, có diện tích ngang 14 mặt tiền đường, dài 100. Tổng diện tích thực tế sử dụng 1.400m. Đây là siêu phẩm là chúng ta cần quan tâm. Siêu phẩm này được xây dựng tường rào kiên cố cao 2,5m, sàn bê tông, sân
độ dày 25cm. Chịu lực được cho tất cả các nhà máy chịu tải. Đây là toàn bộ khu vực bên trong. Nhà xưởng mới chỉ làm sơ qua, có diện tích khoảng 400m. Cần tìm cho một chủ mới. Chúng ta cùng đi về phía đằng sau. Phía đằng sau chúng ta có còn một khu đất, đó là trồng cây ăn trái. Điện nước đầy đủ. Nhà xưởng này đã có sẵn điện 3 pha. Đây là toàn bộ quang cảnh khu vực của nhà xưởng. Quý vị có nhu cầu đầu tư, quý vị cần quan tâm, vui lòng liên hệ với Nghinh Bất Động Sản. Số điện thoại 0916 681 682. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đây là toàn bộ quang cảnh của nhà xưởng. Nhà xưởng này hiện tại đang có giá là 13 tỷ. Tổng diện tích sử dụng 1.400m. 14 x 100.